Đà Nẵng tổ chức ngày hội sữa học đường cho trẻ em mầm non. Đây là một hoạt động nhằm hưởng ứng kỷ niệm 20 năm ngày SHD thế giới. Chương trình có sự tham dự của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Lê Trung Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam và bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Nhân sự, Hành chính và Đối ngoại của Vinamilk, đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương, các sở ban ngành và giáo viên, phụ huynh, học sinh đến từ các trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chương trình SHD Thế giới đã được triển khai từ rất sớm tại hơn 30 quốc gia như Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh và đến năm 2000, Tổ chức Nông lương Thế giới, FAO, đã chính thức chọn ngày thứ 4 cuối cùng của tháng 9 hàng năm là ngày sữa học đường thế giới và ngày này nhanh chóng trở thành sự kiện thường niên được tổ chức tại nhiều quốc gia nhằm tôn vinh lợi ích thiết thực về sức khỏe, dinh dưỡng mà chương trình đem lại cho lứa tuổi học đường. Không dừng ở việc giúp cải thiện phát triển chiều cao, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở lứa tuổi học đường, chương trình SHD còn góp phần giáo dục trẻ em hình thành thói quen uống sữa hàng ngày và hiểu rõ lợi ích dinh dưỡng của khẩu phần ăn đối với cơ thể. Tại châu Á, Nhật Bản thực hiện chương trình ngay sau Thế chiến thứ hai và được xem là hình mẫu thần kỳ với kết quả đáng kinh ngạc. Chiều cao trung bình của nam thanh niên Nhật từ mức 1m50, thấp gần nhất châu Á, lên mức 1m72 như ngày nay. Ngoài ra, theo báo cáo năm 2007 tại Nhật Bản, thông qua chương trình SHD 7,08 triệu trẻ em trong 99,2% trường tiểu học và 2,9 triệu học sinh trong 85,8% trường trung học cơ sở đã có bữa trưa hoàn chỉnh. Thái Lan cũng đã triển khai chương trình SHD thành công từ năm 1992 cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi, nâng sản lượng sữa tiêu thụ hàng năm trên đầu người từ 2 đến 31 lít trong giai đoạn 1988 đến 2011. Giúp giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi từ 51% năm 1980 xuống dưới 10% năm 2006 và đến năm 2010 thì chiều cao tăng thêm 5cm mỗi năm. Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành quyết định 1340, QĐ-TTG ngày 8 tháng 7 năm 2016 phê duyệt chương trình SHD cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020. Theo tạp chí y khoa hàng đầu Lancet, Việt Nam thuộc các nước đang phát triển còn đang đối mặt với tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, gây ảnh hưởng nặng nề đến phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ em. Do đó, chương trình SHD chính là lời giải cho bài toán khó về việc bổ sung vi chất dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam, và là một giải pháp tối ưu để bổ trợ cho bữa ăn học đường. Thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên ở miền Trung và một trong năm tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai sớm nhất chương trình SHD. Đề án SHD tại Đà Nẵng giai đoạn đầu 2016 đến 2017 từng được thực hiện tại 5 quận, huyện nơi có trẻ em khó khăn ở tất cả các loại hình cơ sở giáo dục mầm non. Cho đến năm học 2018 đến 2019, quy mô chương trình được mở rộng ra phạm vi toàn thành phố với sự tham gia của 330 trường học. Cơ sở giáo dục với số lượng trẻ tham gia uống sữa là hơn 47.000 trẻ em.